Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một video có tên tựa đề là Kẻ ăn trộm thầm lặng. Rồi bắt đầu video hôm nay. Như các bạn nhìn thấy bên cạnh mình đây đang là cái bộ lọc khí thải trên những cái dòng xe Euro 4. Và cái bộ lọc này nó có tác dụng là nó sẽ lọc bỏ các cái muội than, cũng như là nó sẽ lọc bỏ các cái khí thải gây ô nhiễm môi trường, ví dụ như là HC rồi NOx đó. Đối với tất cả các cái dòng Euro 4 hiện nay thì tất cả hầu hết các cái dòng xe như Hyundai rồi Fuso rồi Kia rồi các cái dòng xe Trung Quốc là nó đều có các bộ lọc khí thải này. Như đây là một chiếc xe Trung Quốc thì cái bộ lọc khí thải của nó tương đối khác. Thì cái vấn đề ở đây tại sao mà gọi là kẻ ăn trộm thầm lặng, bởi vì cái bộ lọc khí thải này nó sẽ là một cái bộ phận nó lọc khí thải. Nếu như một cái đường khí thải của bạn nó thông suốt từ từ cái bô xả cho ra đến cái ấy giảm âm như vậy, cái bộ lọc giảm âm này thì nó sẽ không có vấn đề gì phải nói. Tuy nhiên là cái bộ lọc khí thải này nó lâu ngày nó sẽ hết lọc được do nhiều lý do. Thứ nhất, nó có thể đúng ra là người ta tính toán là nó bắt đầu nghẹt ở khoảng 100 ngàn cây số. Tuy nhiên là nó có thể bị sớm hơn do cái xe của bạn nó bị các vấn đề như là hư kim phun, nhiên liệu bẩn, rồi độ hơi, thì nó cũng sẽ gây ra những cái ra nhiều khí xả và nó sẽ gây nhanh chóng tắc nghẽn cái bộ lọc khí thải này. Và khi mà cái bộ lọc khí thải này nó bị tắc nghẽn thì cái động cơ chúng ta sẽ nó bị suy giảm công suất, hay nói hơn là nó chạy nó sẽ bị yếu đi. Đó. Nhưng mà nó ở những cây số cũng tương đối là lớn, ví dụ như là cũng phải từ, mình nghĩ rằng là nó cũng phải trên 50.000 cây thì bắt đầu nó mới có tắc, thì nó mới tắc được cái bộ lọc khí thải này đối với một chiếc xe mới hoàn toàn nha các bạn. Đó thì như vậy thì cái với cái bộ lọc khí thải này, khi mà nó bị tắc rồi á thì xe chúng ta sẽ đạp yếu. Và khi mà chúng ta đạp yếu như vậy thì có phải là các bạn sẽ tốn kém về cái lượng dầu, do các bạn phải bù lại cái lượng công suất đã bị nghẹt đi. Và cái thứ hai nữa là khi mà nó bị nghẹt rồi thì các bạn cần phải thay thế, mà thay thế một cái bộ lọc này thì không hề rẻ tiền. Ví dụ như là cái tôi đang quay đây nó có giá phải từ mười mấy triệu trở lên, ít nhất là cũng phải từ 13 đến 15 triệu trở lên cho một cái bộ lọc này đó. Còn cái bộ lọc của dòng Kia nó phải tầm, mình mới xem giá của nó là 21 triệu. Chứ nữa mình sẽ quay sang cái bộ lọc Kia cho các bạn xem, thì nó có giá là 21 triệu. Nếu mà đã tắc nghẽn rồi thì các bạn, một là các bạn thay thế, hai là các bạn đục bỏ đi. Có nghĩa bên trong này nó sẽ có các cái bộ lọc, nó là những cái tổ ong đó, thì nó có tác dụng lọc và các bạn cần phải thay thế nó, hoặc là các bạn đục bỏ nó đi. Khi mà các bạn đục bỏ thì nó có tác dụng lọc muội than và có tác dụng lọc các cái chất khí thải, thì chắc chắn là nó sẽ không đạt được cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nữa. Điều đó là đương nhiên. Và trong giai đoạn hiện nay thì cái việc mà xe cho các bạn ra khói đen là một cái điều không chấp nhận được, chắc chắn là các bạn sẽ không đăng kiểm được. Điều đó là đương nhiên đối với các dòng xe Euro 4 hiện nay. Đây là cái bộ lọc của một con K250, bộ lọc Catalyst, K250 hoặc N250 hoặc là H150, K200 thì nó đều có cái cấu trúc giống như vậy. Để các bạn quan sát nó thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn nhìn từ cái ống giảm thanh, xong các bạn nhìn ngược lên, các bạn sẽ thấy nó có cái bầu hình bầu dục đó. Thì nó đây. Thì cái giá của một cái bộ lọc này là 21 triệu. Bộ lọc này có giá là 21 triệu nha các bạn. Không hề rẻ. Nếu như mà các bạn không vệ sinh, không làm cái gì cho cái bộ lọc này hết, một khi nó đã tắc rồi thì các bạn khả năng cao là mang vào trong các gara người ta chỉ có đục bỏ thôi, chứ người ta không có sửa được đâu. Hoặc là các bạn phải mua mới.
Bởi vì nếu như mà các bạn đục bỏ hoặc thì tất nhiên là để là không chạy được rồi, bởi vì xe quá yếu. Để im thì không nọc được, nếu mà bỏ nó đi thì nó lại không đạt được cái tiêu chuẩn khí thải đó. Rồi vậy nó rất là mệt nha các bạn. Cái này rất là mệt. Các bạn nào mà các anh chị nào mà đã sử dụng các cái dòng bongo trước đây thì các bạn sẽ biết cái vấn đề này. Bongo hoặc là water thì các bạn sẽ biết về cái vấn đề cái bộ lọc khí thải của nó. Vậy thì cái cách nào để chúng ta nâng cao được tuổi thọ của bộ lọc khí thải này? Bộ lọc khí thải này nó sẽ nghẹt với các bạn, cho dù các bạn có kỹ đến cỡ nào nó vẫn sẽ nghẹt, bởi vì đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó rồi. Cái gì cũng vậy, xài giết thì nó cũng phải hết tác dụng. Bộ này thì nó xài giết nó cũng sẽ hư thôi, nó cũng sẽ nghẹt, đấy là điều đương nhiên. Nhưng mà cách nào để chúng ta nâng cao được tuổi thọ của nó mà chúng ta không phải đục bỏ? Đây các bạn có thể quan sát, đây là cái bộ lọc khí thải catalytic trên một con K250. Thì bạn sẽ thấy rằng là các cái muội than nó đã bám dày đặc xung quanh các cái lỗ li ti của cái bộ lọc khí thải này. Và lâu ngày thì các cái lỗ này nó sẽ bị cái muội than nó bám và nó sẽ bị nghẹt lại và nó không thể nào thoát cái hơi đi được. Đó, đây chính là cái bộ lọc khí thải. Và đây là cái bộ lọc khí thải sau khi mà đã được vệ sinh bằng các cái dung dịch chuyên dụng dùng riêng cho dòng động cơ diesel. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là cái bộ lọc khí thải nó đã được làm sạch toàn bộ các cái muội than đó, và nó trả lại cái màu sắc và hình dạng ban đầu của bộ lọc khí thải. Đây các bạn có thể thấy đây là quá trình chúng tôi mở cái bộ lọc khí thải ra. Đó, các bạn sẽ thấy rằng cái muội than đấy, cái muội than mà trong cái bộ lọc khí thải nó rơi ra, và mình sẽ quay cho các bạn xem cái bên trong của cái bộ lọc khí thải sau khi mở ra thì nó như thế nào. Đây đó, muội than nó bám dày đặc, các bạn thấy không? Thì động cơ diesel thì muội than bám vào, muội than phát sinh ra là một chuyện rất là bình thường, đó là trong quá trình đốt cháy động cơ diesel là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên là chúng ta nên vệ sinh định kỳ cái bộ lọc khí thải này, giúp nâng cao tuổi thọ của bộ lọc khí thải, đồng thời là nó tiết kiệm nhiên liệu cho chúng ta, do cái bộ lọc chúng ta nó được sạch, vệ sinh sạch sẽ, nó không còn bị nghẹt nữa. Đó, các bạn hãy quan sát kỹ. Đó, bộ lọc khí thải này là được là cái bộ lọc catalytic, rất là mắc tiền nha các bạn. Cái cục này theo như lúc đầu video mình có nói các bạn đó, báo giá là 21 triệu một cái bộ lọc này. Thì nếu như các bạn đục bỏ hoặc là các bạn làm nó nghẹt đi thì rất là phí. Các bạn mua lại thì rất là mắc tiền. Đó, mà đục đi thì nó lại dở hơi. Nên là một trong những cái cách để chúng ta nâng cao tuổi thọ của bộ lọc, đồng thời là chúng ta tiết kiệm được cái chi phí dầu cộ này kia, thì các bạn hãy vệ sinh định kỳ cái bộ lọc này. Đây các bạn, đây là cái dung dịch chuyên dụng dùng cho cái vệ sinh cái bầu lọc catalytic của các cái động cơ diesel nhé các bạn. Động cơ diesel, động cơ xăng thì không dùng được, mà sử dụng cho dòng động cơ diesel thôi. Đó, thì sau khi mà đổ cái dung dịch này vào trong cái bộ lọc catalytic thì các bạn thấy là cái muội than nó đã tác dụng với muội than và nó tạo ra những cái hơi để mà nó phân hủy cái muội than, nó làm tan rã cái muội than. Đồng thời nó có những cái chất để mà nó làm rã luôn cả các cái giống như hơi dầu này, rồi hơi nhớt mà do cái xe của bạn nó bị đổ nhớt, đổ hơi hoặc là bị dầu sống, là bị cái lượng phun, bị vấn đề về kim. Thì cái dung dịch này nó cũng sẽ làm tan rã các cái mảng bám của hơi nhớt, nhớt đốt cháy hoặc là dầu mà đốt cháy không hết thì nó cũng sẽ làm phân hủy. Chứ nếu như các bạn dùng nước rửa không thì hoàn toàn không có tác dụng. Đây, và sau khi sử dụng dung dịch chuyên vệ sinh thì chúng ta đổ nó ra, thì các bạn thấy cái muội than nó ra, các bạn thấy không? Nước rất là đen. Tất cả các muội than đã được cái dung dịch này nó hòa tan và nó bóc tách
ra khỏi cái bộ lọc catalytic của cái bộ lọc khí thải này. Đây là những cái dung dịch rất là chuyên dụng, chỉ dùng để chúng ta vệ sinh các cái muội than trong cái bộ lọc catalytic này, và nó là các cái dung dịch đặc dụng có hiệu quả rất cao tốt. Đó, các bạn có thể thấy rằng cái nước sau khi mà xả ra nó rất là đen. Đó, và sau đây thì sau khi mà chúng ta ngâm cái dung dịch này rồi thì chúng ta sẽ dùng nước sạch để chúng ta xả bỏ, chúng ta làm vệ sinh sạch một lần nữa. Các bạn thấy nước rất là đen các bạn thấy không? Đây, cái bộ lọc các bạn thấy bắt đầu nó sạch rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nước xịt qua thì các bạn sẽ thấy bộ lọc chúng ta nó như mới luôn. Đây, các bạn thấy rằng là bên mình đang dùng nước nước nhà đó các bạn, dùng nước máy thôi. Các bạn xịt vào cái bộ lọc khí thải này. Đó, các bạn thấy thấy cái bộ lọc khí thải mà sau khi chúng ta xịt nước thì nó ra rất là nhiều bọt. Bọt đây là do các cái lỗ của cái bộ lọc catalytic nó sẽ tạo ra những cái môi trường bọt như vậy các bạn. Đó. Đó, và các bạn nên vệ sinh hai đầu của cái bộ lọc này, chúng ta xịt vào hai cái đầu của nó. Chỉ với những cái cách làm đơn giản như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn có thể tự làm được mà không cần đến bất kỳ một cái cơ sở nào cả. Nếu như các bạn ngại tháo ra thì các bạn có thể đến gara nhờ người ta tháo ra rồi các bạn tự về các bạn vệ sinh. Sau đó chúng ta nhờ người ta gắn lại thế thôi. Chứ không cần. Nó rất là đơn giản. Bất kỳ một cái bác tài nào cũng có thể thực hiện được cái việc này. Đó, các bạn thấy là chúng ta chỉ cần dùng nước máy bình thường các bạn xịt và vệ sinh cái bộ lọc catalytic này. Như vậy thì tất cả các cái muội than nó đã được cái dung dịch này nó tẩy sạch ra khỏi cái bộ lọc catalytic của nó. Đây các bạn nhìn đây. Đấy, kết quả là sau khi chúng ta vệ sinh sạch, các bạn thấy chưa? Cái bộ lọc chúng ta được như mới luôn. Các bạn mua cái bộ lọc catalytic mới thì nó y chang vậy. Các bạn thấy rằng là cái dung dịch nó vệ sinh rất là sạch. Còn nếu như bạn không sử dụng thì các bạn dùng nước không thì nó không thể nào sạch được như vậy đâu. Nó vẫn cứ muội than vẫn cứ bám. Và đặc biệt là cái xe này thì chất lượng còn rất là tốt nên là các bạn thấy nó không bị dầu nhớt nó bám, dầu nhớt nó bám mà các bạn dùng nước xịt xả không thì không bao giờ sạch được. Đó. Đây là cái sản phẩm D30 của hãng Voltronic. Các bạn muốn sử dụng cái sản phẩm này để vệ sinh cái bộ lọc catalytic của dòng xe mình thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình có để trong video. Đây là sản phẩm chuyên dụng dành cho những cái dòng động cơ diesel của chúng ta, đặc thù cho động cơ diesel. Đó, nên và cái hiệu quả thì các bạn đã vừa xem qua video rất là hiệu quả nha các bạn. Rồi, vậy thì mình cũng vừa mới trình bày cho quý vị các bạn về cái bộ lọc khí thải kệ anh chọn thầm lặng. Đó, đây là một trong những cái vấn đề rất là mới đối với các dòng xe tải Euro 4. Đối với các bạn mới sử dụng các dòng tải xe tải Euro 4 thôi, còn đối với các bạn mà đã sử dụng các cái dòng ga điện trước đây như Bongo, Hyundai Chago hoặc là các dòng Isuzu máy điện thì các bạn chủ yếu là các dòng Hyundai, Hyundai Kia, Bongo, Vector thì các bạn sẽ thấy cái vấn đề này nó không quá gì lạ lắm. Nhưng đối với các bạn mà sử dụng mới sử dụng thì các bạn nên để ý cái vấn đề này và chúng ta hãy có một cái biện pháp để chúng ta xử lý cho bộ lọc khí thải của chúng ta, đừng để đến lúc nó không còn có thể cứu chữa được nữa thì các bạn sẽ rất là tốn kém, cũng như là các bạn sẽ bị chúng ta cũng nên nên lên kế hoạch để mà bảo dưỡng nó định kỳ, vệ sinh nó định kỳ để giúp cho cái xe của chúng ta lúc nào nó đạt được cái hiệu suất tối đa. Như vậy thì cái chi phí bỏ ra cho chiếc xe chúng ta sẽ là nhỏ nhất nha các bạn. Rồi, xin kính chào và hẹn lại quý vị trong những video sau.